À, dạ, em xin phép kính chào anh chị ạ. Kính chào chị, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2023. Em tên là Đình Đỡ Quang Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa anh chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến con chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Quang Tâm. Thì hôm nay anh em họ đi rừng về cũng được một số các loại, thì đặc biệt hôm nay thì có cái loại kiều dẹt của Quang Tâm anh chị. Cái dòng này thì trong tự nhiên rất là quý hiếm và hoa thì nó cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cái kiều dẹt này, cái kiều dẹt tính thời điểm hiện tại thì nó cũng sắp chuẩn bị vào mùa hoa rồi anh chị. Mùa hoa của trong này tầm tháng giêng tháng 2 âm lịch đó anh chị. Thì con chị mua thời điểm này thì rất là an toàn, bởi vì thường thường nó gần tới mùa hoa thì nó sẽ nức lên cái chòi anh chị. Thời điểm này là chưa nức chòi thì con chị mua về nó sẽ rất là an toàn về cái mức độ lên chòi, và trái hoa thì nó cũng sẽ an toàn hơn anh chị. Vài tháng nữa nó sẽ ra hoa cho anh chị. Thì ngoài ra thì có các loại khác như là cái địa lan hạt đỉnh hồng anh chị này. Hạt đỉnh hồng thì bên em bán cũng rẻ thôi, 4-5 nghìn phần, thì con chị về trồng chậu trồng khá to luôn. Để tiếp đó là các cái phần như hoàng thảo tam màu sắc 50 nghìn phần này. Các phần kiều kiều khu vực này là kiều cam mà gà chị, kiều kiều thân hơi vuông á, thì vuông không sắc cạnh. Tuy nhiên thì con chị mua vào số hoa thì nó mới biết chính xác được cái loại hoa, bởi vì nó có thể ra là màu vàng nhạt, cũng có thể ra màu cái cánh màu trắng hoặc màu cam chị. Thì con chị số hoa thanh đạm chị, thanh đạm cái gói combo và hai cái phần nhãn hương tam màu sắc bên em bán lại sẽ giảm giá xuống của chị, và các phần bầu rượu 50 nghìn phần của chị. Bầu rượu thì nó còn dở trong. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể nhắn tin gọi qua Zalo số tụi em vừa đọc. Thì các cái mức giá bên em báo trên đơn hàng thì chưa bao gồm cái phí ship của chị, con chị cộng thêm cái phí ship 30 nghìn, con chị bên em sẽ đồng giá cái phí ship 30 nghìn cho tất cả các đơn hàng của chị đặt. Thì bên em xin đi vào các cái đơn hàng kiều dẹt. Kiều dẹt thì một trong những cái loại hoa nó rất là quý hiếm ở khu vực rừng Quang Tâm anh chị. Phần số 1 thì bên em bán 70 nghìn, thì mức giá này thì mức giá thanh lý anh chị. Gồm có một dề này, dề số 2 này anh chị này, dề số 3 này, dề số 4 này, dề số 5 này, 5 dề này, 6 dề này, 6 dề này bên em bán giá 70 nghìn. Cái kiều dẹt Quang Tâm. À, một về này con chị sưu tầm theo yếu tố vùng miền sẽ rất hay anh chị, bởi vì thường thường con chị hay đặt hàng thì thường thường là có nó hàng cả hàng Lào anh chị. Hàng Lào thì ví dụ cũng mua những con chị mua những cái dòng những cái đơn vị khác thì nó sẽ teo tóp và cái bộ lá nó sẽ héo teo tóp như thế này anh chị, nó dạng dạng thế này. À, thì ở Quang Tâm thì nó gần hơn, anh em khai thác về bên em bán liền sẽ có thể nó tươi hơn. Chỉ một số cái lá anh em mà đi vận chuyển nó bị dập, nó sẽ héo đi anh chị thôi, còn lại thì hàng rất là tươi, và cái mức độ của chị về thông thuần thì nó chắc chắn thì nó sẽ đỡ bất sức hơn anh chị. Thì phần số 2 bên em bán với giá 100 nghìn anh chị. Số 2 100 nghìn, số lượng thì nhiều rồi. Bên em bán theo cái mức giá thị trường thì thời điểm hiện tại thì nó giá nó rẻ thì bên em sẽ bán rẻ của anh chị. À, phần này cái đóng thế này bên em bán cũng một giá 100 nghìn thôi, anh chị mua về ghép chậu to luôn. Phần số 3 cũng một giá 100 nghìn luôn, 100 nghìn thế này anh chị. Cái dòng này cái dòng lá mỏng, thành ra ví dụ như vận chuyển đi xa tí nữa thì có thể lá bộ lá nó héo tí nữa con chị cũng hết sức thông cảm chị, bởi vì dòng lá mỏng thì con chị biết rồi đó, nó dở mất nước. Đây, phần này bên em bán với giá 100 nghìn anh chị. Đây, phần số 3 này. Số 3 này với giá 100 nghìn này anh chị này. Số 3 100 nghìn. Còn số 4 cùng với giá 100 nghìn. Số 4 với giá 100 nghìn này. Thường thường thì nó sẽ cái thân nó to hơn, cao hơn là cái số lượng giờ nó sẽ ít hơn tí anh chị. Tuy nhiên 100 với 100 nghìn thì con chị mua về trồng sẽ được rất là nhiều. Và chơi cũng có nhiều cái thân thân hoa đâu anh chị chơi anh chị. Đấy, phần số 4 100 nghìn. Còn số 5 cũng giá 100 nghìn luôn. 5 đang 100 nghìn này anh chị này. À, số 5 100 nghìn. À, lên chậu. 500 nghìn. Còn số 6 cũng kêu dẹt. À, Quang Tâm cũng có giá 100 nghìn luôn. Còn số 6 này anh chị. Đây, phần số 6 này. À, thân rất mập luôn.
số 6 100.000, số 7 này. Số 7 thì cũng có giá 100.000 luôn. Số 7 100.000 ạ. À, 100.000. À, thì đối với em chia sẻ với anh chị, thì đối với con chị nếu mà trồng là khó quá hoặc là lần đầu tiên trồng, con chị theo em thiết nghĩ thì con chị chuẩn bị một cái khúc vú sữa hay khúc nhãn hay một loại gỗ gì đó nó tươi đó anh chị, con chị ghép luôn thì nó sẽ mức độ sẽ dở sống hơn. Số 7 là 100.000, số 8 người dân 100.000 luôn anh chị. Số 8 người dân 100.000. À, số 8 100.000. Số 9 cũng người dân 100.000 luôn. 9 là 100.000 anh chị. À, số 9 đấy. Số 9 100.000. À, số 10 cũng người dân 100.000 luôn. Số 10 là 100.000 anh chị. À, số 10 đây. Người dân 100.000 anh chị. Còn số 11. Số 11 thì nó 140.000. 1 dê này, 2 dê này, 3 dê này anh chị này. 3 dê là 140.000, kêu dạc phần số 11, 140.000. Phần số 12 là 120.000. À, số 12 là 120.000 anh chị. À, số 12 là 120.000. Phần số 13 là 150.000. Số 13 là 150.000. Thì số 13 thì đây có 1 dê này lớn này anh chị này. À, dê lớn này, và 1 dê này nữa, 150.000 phần số 13. Số 14 là 120.000. Số 4 120.000 anh chị. Còn 1 dê này, 2 dê này. Kích cỡ này, 120.000 phần số 14. Phần số 15 là cũng có giá 120.000. Kiểu dẹt ạ. Còn 1 dê này, 2 dê này. 2 dê này em bán 120.000 anh chị. Hàng dài. Phần số 16 thì cũng có giá 120.000. 16, 1 dê này, 2 dê này, 3 dê. 3 dê này 120.000 anh chị. Phần số 16. Tiếp đó là cái phần kiều cam ở ga, kiều như lúc nãy bên em chia sẻ của anh chị là kiều thân nó hơi vuông, tuy nhiên thì không phải kiều vuông đâu. Ở vùng này thì cái khả năng ra mở ga nó cũng tương đối cao đó anh chị. À, gồm có 2 dê, 1 dê, dê này nhiều thân lắm. Dê số 2 này, 2 dê này bên em bán với giá là 80.000 anh chị. Cái kiều cam ở ga, kiều cam ở ga phần số 2 à, cũng với giá 80.000 luôn. 80.000 thì phần này... gồm có 1 dê đây anh chị, dê số 2 này, dê số 3 này, dê số 4, dê số 5, 6 dê này, đó. Ôm thế này còn chị trồng với giá là 80.000, số 2, kiểu cam ở ga phần số 3 là 60.000 thôi, số 3 60.000, vì bao gồm có 1 dê này, 2 dê đây anh chị, 3 dê, 4 dê này, 5 này, 6, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13 giờ rồi đó anh chị. Đây. Phần này bên em bán 60.000. À, thanh đạm. Thanh đạm này thanh đạm nâu của con tôm. Dòng này ho to lắm. Bên em bán 30.000 thôi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đây. 30.000. À, hoàn thảo tam bộ sắc cái dòng thân thông. Dòng này thì ho to lắm. Phần cả hai phần thôi. Phần số 1 bên em bán 50.000 anh chị này. Thân dài. Dòng này dòng lá móng thành ra vận chuyển lá cũng nó sẽ nó vàng đi các chị, nó rụng lá. À, con chị yên tâm bởi vì cái dòng thân thông thì nó thường thường nó rụng lá thì nó mới cho hoa. Thời điểm này thì mùa rụng lá tự nhiên nữa anh chị. Đó. Còn số 2 cũng giá 50.000, còn số 2 thì thân nó sẽ ngắn hơn anh chị, tuy nhiên được rất là nhiều thân. Bên em bán với giá 50.000. Tiếp theo các phần địa lan hạt đỉnh hồng. Hạt đỉnh hồng bên em bán 40.000 phần thế này. 40.000 phần anh chị. Cái dòng này thì ho nó sẽ lên cả tại các vị trí các mắt chứ không phải là lên từ từ cái gốc anh chị. Các mắt ho này nó sẽ ra ho. Đây, phần này bên em bán mỗi phần thân này với giá là 40.000 anh chị. Cũng quên của chị mua trong được chậu đó anh chị. 40.000. Đây, có là 4 phần thì thôi, mỗi phần là 40.000. Tiếp đó là cái dáng hương tam màu sắc này. Cái dòng này thì bán đi rất là chậm, mặc dù nó hoa nó thơm và dở trồng à, thì mức giá thì em cũng không biết giá thời điểm này đắt hay rẻ, tuy nhiên một phần này 1 kg chị này bên em bán giá 60.000 thôi. À, 2 cây này, 3 này, 4 5 cây này giá 60.000 phần số 1. Phần số 2 thì chắc tầm cả hơn cái tầm 2 kg đấy anh chị,
50.000 anh chị này. 50.000. À, như này chắc tầm gồm 2 kg 50.000 anh chị. À, phần thanh lý. Tiếp đến là cái gói combo. Combo này bên em bán với giá là 40.000. Hôm qua bên em bán rồi. Tuy nhiên hôm nay bên em sẽ thêm ít hàng nữa, bên em sẽ giữ nguyên cái giá đó anh chị. Trên bạch này, kiều vuông này. Hạt thanh đạm này. Cái này là sơn môi hạt hồng xà đó anh chị, một dề này. Kiếm xích ngọc này. À, kiều vuông này anh chị này. Và một số cái cây hình như cây này, cây miền kính chẳng hạn. Cây rau mực. Còn ba này bên em ăn 40.000. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Cũng xin giới thiệu đến các anh chị. Cũng rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của anh chị ạ. Bên em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.